đó 5 giờ ừ, quy quy trả gạch giá hay gì rồi nó báo em rồi, nó báo anh mình đi tăng cường Sài Gòn nha. Sướng vậy anh đổi không? Ừ, mai anh ăn cơm xa cha rồi nhắn cơm Bình Hải rồi 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 anh chạy. Sự
xin thông báo quý khách xe chuẩn bị về tới bến xe Cần Thơ. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý tư trang cá nhân trước khi rời khỏi xe. Quý khách nào có nhu cầu trung chuyển xin di chuyển thẳng qua nhà chờ Phương Trang để được hướng dẫn trung chuyển. Lần nữa thay mặt công ty Phương Trang gửi đến quý khách lời cảm ơn chân thành nhất đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Xin chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến xe tiếp theo. Để giữ an toàn cho quý khách trên xe, quý khách vui lòng ngồi đúng vị trí khi xe chưa dừng hẳn dừng. Xin cảm ơn. Wow.